Hello mọi người khỏe không? Linh thì khỏe như trâu nè, cho nên là vẫn còn năng lượng đi câu cá cho mọi người xem. Cuối tuần rồi hai anh em mình đi câu cá bằng tàu khai giác rất là vui luôn, nhưng mà cũng có vài chuyện không như ý muốn xảy ra á mọi người. Ở bên Úc này, người ta rất là thích chơi tàu khai giác này luôn á mọi người. Mọi người cứ tưởng tượng giống như là cái cảnh ngày xưa ở miền Tây á, mà mọi người chèo xuồng ba lá. Tự nhiên nhắc tới xuồng ba lá mà nhớ nhà quá trời luôn. Thì mình qua Úc tới thời điểm hiện tại cũng được 3 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội nào mà được chèo thuyền ra ngoài sông hay ra ngoài biển chơi hết trơn á mọi người. Mình có một người bạn cũng thích đi câu cá giống như mình vậy nè. À thì bạn này tên Bé, nói bé vậy thôi chứ mà bự hơn mình nhiều lắm. Mọi người kêu là bé bự cũng được nữa. Thì bé có tàu khai giác á, cho nên là cuối tuần hai anh em quyết định là kéo tàu ra ngoài biển câu cá. Tại vì cuối tuần này á, tụi mình không có nhiều thời gian nhiều để đi cắm trại, cho nên là chỉ đi câu cá trong ngày thôi rồi về. Cho nên là sáng sớm 3 giờ là hai anh em đã sắp xếp đồ đạc để mà chạy xuống rồi. Hai anh em đam mê câu cá bắt tận luôn, cho nên là giờ nào cũng đi được hết trơn á mọi người. Thì cái vlog này mình đang làm á, là mình cũng may mắn á, là còn sót lại mấy cái video mình quay bằng cái điện thoại. Tại vì cái GoPro của mình bị mất tiêu rồi, rớt xuống biển mất tiêu rồi. Nhắc tới mà buồn ghê luôn mọi người. Nói chung á là rớt cái GoPro xuống biển thì không tiếc, nhưng mà tiếc là tụi mình quay được quá trời nhiều video hay luôn, dính cá liên tục luôn, nhưng mà nói chung là uổng lắm luôn á. Rồi thêm đi dọc đường thằng bé nó có kể chuyện ma cho mình nghe nữa, mình có quay lại được, định để cho mọi người xem, nhưng mà cũng mất tiêu luôn rồi. Thôi thì chắc là hẹn với mọi người đợt sau nha. Thôi bây giờ Linh sẽ giữ trật tự để mọi người nghe nhạc với lại ngắm mặt trời mọc cùng với Linh nha. Lái xe khoảng 2 tiếng rưỡi á, thì tụi mình tới biển rồi nè mọi người. Cái này là cái chỗ đường mà chạy ra ngoài biển á. Cuối cùng cũng ra tới biển rồi đây mọi người ơi. Ở trên xe á, thì hai thằng ngáp lên ngáp xuống. Còn á, mà vừa lú cái mặt ra tới biển một cái là trời ơi tỉnh queo luôn. Biển đẹp quá trời mọi người ơi, mình không biết diễn tả sao luôn á. Thì lúc này là hai anh em mình bắt đầu là chuẩn bị cần với lại đồ đạc để mà hai anh em kéo tàu ra biển câu nè. Đó, mọi người để ý đi. Lúc đi á, thì ở trên tàu khai giác đồ đạc linh đình hết trơn á. Còn lúc về á, còn mấy món à. Ơi bé. Đảo à. Cái máy nó thấy được á hả? Không, thấy con cá, bây giờ thấy cái mát của con cá. Rút xì tôi ngồi trước tôi có thấy được đâu vậy trai. Tôi ngồi đi canh thôi, cá nhỏ nhiều lắm. Ờ đảo à. Đảo quá mọi người ơi. Lên lên trên đây đã thiệt. Lâu rồi mới có cảm giác sông nước mọi người ơi. Được chưa? Không câu trước mặt không nha. Cá. Cá đó. Từ đây mát này thì cá đây. Cái chỗ nào là cá? Cái chỗ cái mát là màu cam cam này nè, là cá nè, cái này là cái đáy nè. Ừ, ok rồi. Thì đó. Thì cá đây, cá dài càng dài là càng bự, càng to là càng bự. Rồi dính đây bé ơi. Đó mọi người có nghe mình la dính cá không? Cái lúc đó là dính rất là nhiều cá luôn á, nhưng mà mất tiêu hết video rồi, cho nên trời uổng quá.
không khuyến khích những bạn mà hay bị say sóng đi ra ngoài này. Thì cũng rất là xa bờ, cũng xa lắm rồi đấy bé. Ồ, đi xa dữ ta. Nước biển trong quá trời luôn mọi người. Lúc này là tụi mình kéo được cái tàu vô trong bờ nè mọi người. Đó, mọi người nhìn đi, còn được có mấy món à. Lúc đầu á là tụi mình vô mê câu cá quá trời á, cho nên nhìn tới nhìn lui á là mỗi thằng bị mắc cây cần câu. Nhưng mà cái cần á là để trước mặt hai thằng gì á, nhưng mà mắc hồi nào không hay luôn. Lúc đó hai anh em còn được có cây cần câu à, cho nên hai thằng kéo chung con cá mập đó mọi người. Đổ thừa con cá mập thì tội nghiệp nó, nhưng mà cũng do con cá mập á mà cái tàu bị lật á mọi người. Tại vì hai thằng lo tập trung kéo không à, tại vì nó chạy dữ lắm, nó kéo mạnh dữ lắm, cho nên á là kéo đã cái tàu nó tấp vô phía bên trong á. Bên trong nước cạn á mọi người, cho nên sóng nó ập vào á, xong rồi lật cái tàu khai giác luôn. Là lúc đó là gớt mất tiêu luôn cái con GoPro của mình luôn á. Rồi vậy là mất hết trơn video, buồn như con chuồn chuồn ở chuồng tắm mưa luôn. Nhưng mà không sao mọi người ơi, lần đầu được vậy là cũng tốt rồi. Nói chung là cũng học được kinh nghiệm á, cho nên là thôi thui câu này thì ta bài câu khác. Hẹn mọi người lần sau, Linh hứa là Linh sẽ câu được nhiều cá cho mọi người xem. Đặc biệt là phải giữ con GoPro cho nó chắc cú nữa. Chắc là phải kiếm con dây cuộc cho người quá à. Thôi giờ anh em mình bây giờ đi ăn gà rán, xong rồi lấy sức chạy xe về nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp mọi người ở vlog sau.